U23 Việt Nam thật sự đã tạo ra kỳ tích khi vừa qua Qatar lọt vào trận chung kết U23 châu Á. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng U23 Việt Nam vẫn có 50% chiến thắng. Tôi nghĩ rằng là trước một cái trận đấu chung kết, tôi nghĩ là trước một trận đấu chung kết như ở giải đấu năm nay, cho dù đối thủ là ai thì chúng ta vẫn có quyền tin rằng chúng ta có một cái tỷ lệ chiến thắng không nhỏ. Và theo quan điểm của tôi thì càng vào sâu ấy thì chúng ta biết rằng đối thủ sẽ là lớn hơn, là khó khăn hơn, nhưng ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng trưởng thành hơn, có niềm tin lớn hơn và đối phương cũng phải dè chừng chúng ta. Chính vì thế mà tôi cho rằng là tỷ lệ chiến thắng của hai đội trước khi bước vào trận đấu là 50-50. Chúng ta có quyền tin vào thành công của U23 Việt Nam ở cái trận đấu này. Chúc cho các cầu thủ trẻ của chúng ta thành công trong trận chung kết. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.